Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Theo đánh giá của CDC Đà Nẵng, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua, toàn thành phố mỗi ngày ghi nhận trung bình khoảng 800 ca nhiễm Covid-19. Đà Nẵng hiện có hai phường là Thanh Khê Đông và Vĩnh Trung là các khu vực ở cấp độ 4. Công tác điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn được duy trì đảm bảo, công tác tiêm chủng tiếp tục được đẩy mạnh. Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo tập trung thảo luận về các vấn đề quản lý điều trị F0 tại nhà, cân nhắc mở lại các dịch vụ phục vụ du lịch, tổ chức cho học sinh khối mầm non và tiểu học trở lại trường. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Vinh khẳng định, với sự nỗ lực, trách nhiệm và cuộc tích cực của tất cả các ngành các cấp, tình hình phòng chống dịch trên địa bàn thời gian qua tiếp tục được giữ vững và có nhiều tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới hàng ngày vẫn ở mức khá cao, vì vậy các ngành đơn vị địa phương không được phép chủ quan với dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, thời điểm hiện nay, tiêm vaccine và tuân thủ 5K vẫn là các biện pháp chủ yếu trong công tác phòng chống dịch và tinh thần là là là, là, là chiến dịch thần tốc mùa xuân uh, tí vắc xin thủ tướng chính phủ đó 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 đó, đó, đó. có chỉ đạo cho nên là chúng ta không 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 thể mà chậm chạp trong cái vấn đề tiêm vắc xin vấn đề thứ hai là vấn đề là cái thông điệp 5 k này nó vẫn là có giá trị bây giờ ý thức của mỗi người dân mà tôi nghĩ là cái đầu tiên là đó là cái điều khẩu trang thì đề nghị các cái ngành thông tin truyền thông các tôn giáo tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân về cái thông điệp 5K này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các sở ngành tích cực phối hợp với ngành y tế để nghiên cứu kế hoạch mở lại các hoạt động, tổ chức đưa học sinh trở lại trường đảm bảo an toàn, đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm an toàn phòng chống dịch đối với công tác giao quân trong thời gian đến.